Từ sáng tới trưa, từ trưa đến tối mà tìm bà ao thủy chưa. Sân trước sân sau không thấy nó đâu cái chân này. Mà mày, ơi, mày về ông tút sách mày ra. Nở ơi, cái loài ăn thức lòng ngủ không em ngả. Nở suốt ngày say với sỉ ngồi nở đi đâu mà từ sáng phèo gọi mãi không thấy đâu thế. Lúc nãy thấy chửi to lắm cơ mà, to đâu mà to, chỉ có cái này to thôi này. Lớn này là người ta đáng sợ lắm, tú cả tâm. Mơ gì đấy, mơ gặp mèo, mơ gặp hoàng tử đấy. Rồi ôi sợ mà bỏ đẩy đẩy mùa đích tử. Nói mà biết nhá, chỉ có béo mà nó thèm ngó, chó nó thèm còn chứ nở nở bị duyên dáng đấy. Nhưng mà mèo lại thiên rồi, ui vỡ vỡ cả mông người ta ra rồi. Mèo nở ơi, mèo thích lắm nở này này. Mèo ơi, cái thằng vu tún nhà mình nó đến tuổi đi học rồi, Phèo phải tính xem thế nào con nó đến trường chứ. Thì con cút nhà xóm vào trường nào cho thằng cút tún nhà mình nó học trường đấy. Ôi giời, Phèo mới nở suốt ngày bờ tre đổ chuối một chữ cắn tôi chả biết. Mình cho con mình lên Hà Nội học cho nó bằng chứng bằng bàn. Có biết trường nào là mà thành phố thì đấy đấy, cái trường sen vàng sen đỏ gì trên thành phố đấy, bọn trẻ con nhà mình nó đi học đầy đấy. Úi dồi, úi dồi. Xem vàng. Ôi xem vàng. Cái gì đấy cô sẽ xếp tổ ăn cùng. Cô cắt mặt con mình không? Hả? Hả? Chết à? Nào là cô giáo nhé, dùng kẹp nhé, kẹp ăn cổ đuổi. Ôi dồi, mấy bà bán thịt mày vẫn ngoài chợ, vô tổ khổ nhé. Thế, vô tổ khổ, không có học mấy hành gì nữa cho ở nhà. Mấy cái thằng trẻ trâu ở đằng sau cái chuối nhà mình suốt ngày nó hát cái bài hay lắm. Đây này. Mèo có nghe không? Nó hát cho mà nghe. Úi dồi, sức này bờ tre không chuối mày đặt khác. Nghe này nhá. Có cô kia cứ thuê các cháu, cô hay câu và rất hay đánh con. Cứ chiều chiều chắc lại được rồi nước. Cho nằm bé học gì tô dùng chân cô ấy kì. La 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 la. Này này này, cái gì này hả? Đang kì cho nó sai. Sạch sẽ gì? Đây nhá, mèo này hay nhiều nhé. Ôi dối ơi, suốt ngày say với xỉn trai nữa lọ thì biết cái bài gì hả? Ừ dường. Nghe đây này nhá, say một cái thang nhá. Hát đi xem nào. Hôm qua em tới trường, cô đánh em bẩn tim. Hôm nay bị quay phim, cả làng em biết hết. Cô thả em vào bay, mây chi vặn lồng gà. Thế rồi em sợ quá, cô cố tình quay tìm. Ôi dồi ôi dồi, tưng 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 tưng. Ôi dồi, đi học mà cứ vặn lồng gà mới thả vào máy thì thôi thôi. Tốt nhất là cho thằng Cú nó ở nhà, không có học cái này. Mà nó chạy đi đằng nào rồi? Cú ơi, Cú đi ra đây nở thế nào? Đi đâu từ sáng tới giờ mà nó không thấy Cú ở đâu? Lại đây cô à? Không học thì là ở nhà nhà. Học đến trường rồi lại thả vào máy rồi thì bật lông gà. Tốt nhất là ở nhà thôi. Không có học hành nữa. Ai giờ? Ai đây? Gọi chưa đi? Em là anh chị Chí Phèo. Chào cô, là ai đây? Là gì? Là đâu mà xinh thế à? À, giới thiệu với em chị, em là cô giáo bên trường mầm non Sơn Thủy. Cô giáo bảo, về. À, tôi không nhận, tôi điên nhá. Có chuyện gì hả anh chị? Có chuyện gì thì hả anh chị? Thế hôm nay cô đến đây có việc gì? Đến nhà cô có việc gì? Anh chị ơi, em là cô giáo bên trường mầm non Sơn Thủy. Hôm nay em đến đây có một việc muốn nói với anh chị. Đó là cháu Tú nhà mình đã đến tuổi đi học, nhưng mà trường mầm non Sơn Thủy đã nhập học được hơn một tháng nay rồi, nhưng em không thấy anh
anh chị đưa cháu đến trường. Chính vì vậy hôm nay đại diện cho nhà trường đến đây để vận động anh chị cho cháu đến trường mầm non Sơn Thịnh học được không anh chị? Không có học hành hết. Cháu nhà tôi chỉ có ở nhà nó không có học hành hết. Sao thế ạ? Học để cô giáo lấy chân sữa tiết cho nhà người ta à? Hả? Lấy sụi kẹp ăn cổ ngu nhồi thư nhồi vịt à? Hả? Anh chị ơi, vừa rồi em có đến đây và cũng đứng ở bên ngoài cũng nghe qua câu chuyện của anh chị nói chuyện với nhau. Anh chị ạ, những hình ảnh anh chị vừa xem và những bài hát của anh chị vừa hát đấy nó gây ảnh hưởng rất xấu đến người Việt Nam. Và anh chị ơi, những cái hình ảnh đấy, những cái bài hát đấy là những trường tư thục, họ mở ra họ chỉ như cờ lợi nhuận, họ không có giấy phép kinh doanh gì cả nên họ mới làm như vậy thôi. Chứ trường mầm non Sơn Thủy chúng em vừa giáo thì rất quan tâm đến trẻ, lo cho trẻ ăn từng bữa cơm, từng giấc ngủ và dạy con rất là nhiều hoạt động khác nữa đấy. Và đây, anh chị ơi, anh chị đừng có nhìn vào những ảnh tiêu cực ấy và hãy nhìn vào những ảnh tích cực mà hôm nay em đến đây cho anh chị xem này. Đây, anh chị xem này. Được chưa, anh chị thấy chưa? Trường mầm non Sơn Thủy chúng em vừa được đón trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1 đấy. Trường thì rất là khang trang, đồ chơi rất nhiều, các anh chị xem nha. Hơn nữa, anh chị nhìn vào, đây là hình ảnh này, cô giáo. Một tay thì bế học sinh, một tay thì ăn cơm. Anh chị thấy chưa? Nhìn này, có cả cô giáo, có cả cô giáo. Đúng rồi anh chị ạ, ngoài ra các cháu đến trường không chỉ học múa, học hát mà được các cô giáo dạy kỹ năng sống. Mời cô giáo ngồi, mời cô giáo ngồi. Anh chị, hình ảnh này, các bé này được cô giáo dạy các kỹ năng sống này, tự bảo vệ bản thân này, sau đó này, tự phục vụ những kỹ năng mà mình làm được như chải đầu này, búi tóc này, mặc quần áo này, rửa tay và nhiều các kỹ năng nữa anh ạ. Ngoài ra các cháu đến trường, các cháu được trải nghiệm như trồng rau, trồng hoa và tham gia nhiều hoạt động. Đặc biệt hơn nữa, trường em còn cho các cháu đi trải nghiệm ở rất nhiều nơi, tham quan rất là nhiều khu di tích lịch sử. Vừa rồi trường em đã cho các cháu đi tham quan khu di tích lịch sử Ca Chí. Và anh chị ơi, sẽ đến hội đền Hùng rồi, trường em còn chuẩn bị cho các cháu đi tham quan khu di tích lịch sử đền Hùng nữa anh chị ạ. Ừ, thế thì thích nhở, thế thì chắc là thằng chú Tụ đến trường nó thích lắm đấy. Thôi được rồi, có gì thì hỏi già mà về nhà thì hỏi trẻ Phút. Con đứng lên mà hỏi Phút nào. Thế đến trường thì con được học những cái gì? Cứ nói cho nở nghe xem nào. Cô giáo cho con ngủ, cô giáo cho con hát, cô giáo cho con ngủ, còn nhiều thứ nữa khác nữa. Các bạn sẽ bật xuống lên mặt đi. Thế à, nhiều người thích nhẹ. Thằng Tôn, lại đây bố bảo. Thế thằng Tôn có thích đi học không? Ừ, đấy không, anh chị ơi, bé nhà mình thì rất thích đi học. Vậy thì tại sao anh chị không tin tưởng gửi gắm con em của anh chị cho chúng em để cháu được sau lớp học hỏi cùng với các bạn và cháu để phát triển toàn diện hơn anh chị? Ôi tốt quá, hôm nay nhờ có cô giáo đến đây mà tôi mới lại phèo mới hiểu ra rằng phải cho cháu đến trường cho bằng chúng bằng bạn, chứ cứ không như phèo mới nở suốt ngày bờ tre bụi chuối không có biết một chữ nào hết cô giáo ạ. Vậy thì tốt quá, vậy thì ngày mai em mời anh chị đưa cháu cũng đến trường để làm thủ tục nhập học để cho cháu được học cùng với các bạn anh chị nhé. Thôi thì tốt quá, thế thì ngay bây giờ gia đình mình đi đăng ký cho thằng cô Tú nhà mình luôn mình nhờ. Vâng, bây giờ vợ chồng tôi sẽ cho cháu đến trường mầm non Sơn Thủy và đăng ký cho cháu nhập học ngay đây ạ. Vậy thì ngay bây giờ em mời gia đình chúng ta cùng đưa